trần nhật phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thực lệ mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có một chương trình đặc biệt chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề có thể đó là vấn đề thời sự có thể là vấn đề mà quý vị quan tâm trên mạng xã hội và cũng có thể nó là vấn đề liên quan tới quá khứ lịch sử và quý vị trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay thì sau khi mà vượt qua được đại dịch hai năm qua ở trên khắp thế giới phía cộng sản việt nam đã có cái giá tương đối rẻ cho một số người về việt nam nhiều người háo hức chạy về việt nam chơi và một số người à, muốn à, thực hiện lại dự tính về việt nam làm ăn hay là nghỉ hưu về việt nam ở thì quý vị tình trạng này đã xảy ra trong mấy tháng này tuy nhiên câu hỏi đặt ra liệu họ có thực hiện được dự tính của họ hay không với tình hình của việt nam hiện nay và thứ hai những cái à, sự tính toán vụng về của những người này như thế nào. Quý vị, tôi có một đứa cháu làm neo. Vừa rồi thì đại dịch vừa dứt và giá vé tương đối rẻ. Nó mới mua vé cho nó và con gái nó về Việt Nam chơi. Mới có mười mấy hai chục ngày thôi. Quý vị, nó đã tốn hết mười mấy ngàn. Mười mấy ngàn Mỹ Kim. Tức là sáng mở mắt ra đổi 100 đô, chưa đầy vài tiếng đồng hồ, biến mất hết. Chiều lại đổi tiền thép và cứ như vậy mà mười mấy hai chục ngày là nó đã tiêu rất là nhiều tiền kể cả tiền ăn tiền ở à, mướn xe đi chỗ này chỗ kia quý vị cái tiền mà nó chi phí cho hai mẹ con ở tại Việt Nam à, gần một tháng tức là ba tuần rồi, bốn tuần ba tuần ba tuần mấy bốn tuần rồi quý vị là coi như là tốn hết mười mấy ngàn đô la thì quý vị trong khi đó đi du lịch từ tiểu bang khác về Cali hay về Texas hay ngược lại từ ở phía Tây của Hoa Kỳ mà qua phía Đông của Hoa Kỳ đi du lịch với hai mẹ con quý vị có tốn chừng đó tiền hay không? Câu tôi không nghĩ là số tiền đó tới mức như vậy. Even quý vị ở 3 tuần khách sạn. Quý vị, đó là cái mà con số tôi so sánh cho đứa cháu à, quen đã nó về Việt Nam chơi. Ok quý vị, và cũng nhân cái dịp nó về Việt Nam này thì tôi được biết có một số người, nhất là những vị lớn tuổi đang có dự tính là nghỉ hưu rồi ở Mỹ này à, à, thấy chán quá hay là à, cảm thấy rằng là chi phí không đủ chạy về Việt Nam và nghĩ rằng nghỉ hưu ở Việt Nam tốt hơn bởi vì chi phí rẻ hơn quý vị trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay tôi sẽ phân tích qua à, ngoài à, mấy phần thứ nhất du lịch Việt Nam thứ hai về Việt Nam nghỉ hưu và thứ ba làm ăn ở Việt Nam đây là ba vấn đề mà tôi nghĩ rằng là nhiều người ở Mỹ sẽ phải tỉnh tỉnh giấc khi mà họ nghĩ rằng về bên đó là sẽ được uh, hưởng chuyện này chuyện nọ. Thì lúc nãy tôi đã nói quý vị nếu như trường hợp mà quý vị về Việt Nam chơi một vài tháng nghỉ ngơi rồi chạy qua Mỹ làm việc thì cái điều này tôi không nói. Thăm gia đình rồi nghỉ ngơi quý vị. Thật sự cái con số mà đi du lịch không tốn kém nhiều. Dù là quý vị du lịch Việt Nam, quý vị cũng không tốn kém nhiều. Nhưng tại sao phải tốn tới mười mấy ngàn Mỹ Kim cho một chuyến đi của hai mẹ con? Bởi vì thân nhân còn bên đó. Và Cộng sản thì lợi dụng cái tình thân gia đình để chiêu dụ quý vị về. Và khi về quý vị, quý vị tốn tiền cho thân nhân nhiều. Hỗ trợ cho thân nhân chuyện này chuyện kia. Rồi tiền xài của cá nhân cuối cùng cộng lên mười mấy ngàn đô la. Thì cái chuyện này là tôi đã từng nói với quý vị rồi. Đi chị Việt Nam nhưng mà có điều là đi chơi thì ok. Đi chơi ví dụ một tháng hai tháng thì chọn đi Việt Nam cũng giống như quý vị chọn đi Thái Lan, đi Indonesia hay là đi các quốc gia Âu Châu thôi. Có điều là cái sự khác biệt, đi các quốc gia khác thì cái giải trí nó lành mạnh hơn. Còn đi Việt Nam thì thật sự giải trí thì ít nhưng mà gặp gỡ thân nhân thì nhiều. Mục đích của những người đi về Việt Nam đa phần là gặp thân nhân và à, có dịp gặp gỡ thân nhân bạn hữu chứ không phải là đi còn đi du lịch những nước khác thì chúng ta chỉ ngắm cảnh, vui chơi là chính. Thì quý vị cái chuyện đi du lịch là chuyện bình thường là chuyện bình thường có điều đối với cái tình trạng của việt nam bây giờ liệu có an toàn hay không đó là một chuyện khác quý vị theo tôi biết thôi okay. thứ nhất là giá cả ở trong nước từ thực phẩm cho tới phương tiện mà quý vị di chuyển bây giờ nó mắc tương đương với bên mỹ nó mắc tương đương với bên mỹ luôn bởi vì giá xăng tăng, giá lương thực tăng, mọi thứ tăng Do đó bây giờ cái gì đút đầu ra là tiền hết Do đó khi mà đi du lịch Việt Nam Cái chi phí nó còn cao hơn quý vị qua bên Thái Lan Hay là qua bên Indonesia chơi nữa Bởi vì quý vị tốn kém là chưa kể tốn kém cho thân nhân Đó là chuyện thứ nhất Thứ hai, an toàn hay không? Câu trả lời của tôi là không Với tình trạng kinh tế hiện nay Thì à, tình trạng tội ác ở nước nào cũng vậy Đều có chiều hướng gia tăng nhưng ở những xứ tự do như Hoa Kỳ hay là ở à, à, nhiều quốc gia khác, thì quý vị tương đối cái mức độ kiểm soát tội ác nó rất an toàn, nó rất an toàn. Bất kỳ một quốc gia nào kinh tế bị xuống, bị suy thoái thì mức độ tội ác cũng đều gia tăng cả, không riêng gì Việt Nam mà kể cả Hoa Kỳ hay các nước trên thế giới. Nhưng ở những quốc gia như Hoa Kỳ hay là Âu Châu vân vân, thì họ kiểm soát tội ác rất chặt chẽ. Ít nhất là họ giới hạn được rất nhiều Ngược lại ở Việt Nam thì nó khác Tại vì ở Việt Nam Cái đám mà tội phạm và cái đám mà băng đảng Nó lại cấu kết với công an Nó được công an chăm trước rất nhiều Bởi vì nó là cái lực lượng à, cánh tay trái của công an Chứ không phải cánh tay mặt Cánh tay trái Tức là những chuyện công an làm không được Vẫn nhờ tụi nó Do đó để đổi lại thì tụi nó cũng có thể hoành hành một phố một số khu vực nào đó mà công an chăm trước Do đó cái mức độ tội ác ở Việt Nam nó khác với bên Mỹ Và nó khác với những nơi khác Chính vì vậy mức độ nó thiếu an toàn hơn Đó là cái phần tôi gọi là an toàn về đời sống của quý vị Thứ hai là lương thực Thứ nhất bây giờ đã mắc mỏ Thứ hai do cái hệ thống tham nhũng trong cái nguồn máy cai thị. Cho nên cái hệ thống quản lý thực phẩm nó lỏng lẻo vô cùng quý vị về đó mà ăn không chú, à, ăn không được hay là à, ăn trúng cái gì đó quý vị là tôi là tốn tiền bệnh viện tùm lum hết mà thường thường á mình quen cái đồ ăn bên mỹ rồi về bên đó đó ăn đồ á, dễ bị trúng thật dễ bị đau bụng dễ bị những cái chuyện này chuyện kia lắm mà bị một cái rồi vô tới bệnh viện thì quý vị biết quý vị phải tốn tiền rất nhiều quý vị phải tốn tiền rất nhiều tôi không nói là những người mà dân nghèo mà sắp hàng ở các bệnh viện cái đó là người nghèo đi còn dân ở bên mỹ về thì có chút đỉnh tiền bạc thì không cần phải sắp hàng đâu nhưng mà tốn tiền cho bệnh viện rất nhiều cho tiền thuốc men tiền khám bệnh vân vân và vân vân chưa kể những cái bánh vẽ của bác sĩ y tá nữa thì quý vị nếu mà quý vị đi du lịch Việt Nam quý vị suy nghĩ cho kỹ ngoại trừ thân nhân bạn bè mà thân nhân bạn bè bây giờ quý vị nếu mà ngày xưa chưa có mạng xã hội tiền điện thoại mắc thì mình gặp thân nhân bạn bè khó thôi còn bây giờ quý vị Facebook nè rồi ở bên Việt Nam còn có Zalo nè rồi còn có gì, à, 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 Viber nè, những cái này quý vị có thể gặp hàng ngày qua màn hình nói chuyện với nhau, không cần phải gặp gỡ thân nhân. Còn du lịch thì giống như tôi nói, đồ ăn thức uống ở đó, thứ nhất là thiếu kiểm soát an toàn, và thứ hai là quý vị giá cả nó mắc còn hơn bên Mỹ nữa, mắc hơn mà không ngon hơn mới chết. Ở bên Mỹ gà đi bộ hay thịt bò nó mềm, còn bên Việt Nam thì quý vị thấy rồi, thịt bò nó còn dai hơn sợi dây thun nữa. Thì quý vị đi du lịch Việt Nam Quý vị phải suy nghĩ cho kỹ Có thể là ok mình nôn nóng gặp người thân Nhưng mà gặp thì quý vị Gặp qua màn hình Và gặp gỡ tại chỗ có gì khác biệt đây Cùng lắm khác nhau cái chỗ là Được ôm nhau một cái Bắt tay nhau một cái thôi Cái cuối cùng quý vị Quý vị sẽ tốn kém rất nhiều Đó là cái mà tôi nói rằng là đi du lịch ở Việt Nam Rồi bây giờ bước qua cái phần thứ hai Là có một số người nói rằng ô tôi về hưu rồi bảy mươi mấy tuổi rồi bây giờ cái lương hưu tôi có một ngàn hai một không đủ sống ở Mỹ về bên Việt Nam thì nó thoải mái hơn một ngàn hai một tính ra khoảng mười mấy hai chục triệu gì đó mỗi tháng là dư sống hai mấy triệu chứ một ngàn hai là hai mươi mấy triệu đúng không hai mấy ba chục triệu gì đó là dư sống rồi thực sự quý vị dư sống hay không ok quý vị rồi bây giờ tôi đây sẽ phân tích phần này nha quý vị bảo nếu mà quý vị về bên đó nghỉ hưu tức là sống luôn bên đó rồi cái mỗi tháng là tiền hưu trí nó cứ chuyển vô nhà băng cho quý vị quý vị không cần về mỹ lãnh nó chuyển thẳng vô nhà băng quý vị và ở bên việt nam quý vị xài được nhưng quý vị sẽ ở nhà mướn hay nhà mua cái chi phí mướn nhà ở sài gòn nó không khác gì ở cali hết thậm chí có những nơi nó còn mắc hơn cả cali nữa còn nếu như mà quý vị muốn thì quý vị phải đi ra ngoại ô để mà sống mà ngoại ô cũng chưa chắc rẻ nữa đúng chưa còn nếu như quý vị mua thì giá của một căn chung cư ở ngoại ô và ở sài gòn như thế nào ở sài gòn tại tại lắm căn chung cư bây giờ cũng khoảng 200 trăm mỹ kim còn nếu ở ngoại ô á tức là những vùng ven đô đó thì cũng trăm mấy ngàn mỹ kim tức là 2 tỷ mấy 2 tỷ mấy cho tới 4 tỷ mỹ kim 5 tỷ mỹ kim cho một cái căn chung cư thôi Chứ không phải là một cái nhà riêng biệt lập nữa Đúng số tiền này quý vị Ở California quý vị chưa chắc mua được Nhưng Nhưng tôi đã bù lại Nếu trừ California ra quý vị Tới những tiểu bang khác thì sao Ví dụ tôi đang ở Texas đây Quý vị một căn chung cư Ở ngay khu vực gần Bel Air Tức là gần trung tâm người Việt luôn đó Quý vị có thể đi bộ ra khu vực Bel Air luôn đó Một căn chung cư của nó Cao lắm là 6 70 ngàn đô. 80 ngàn đô là hết cỡ. Một căn chung cư mà tôi cho là hai phòng ngủ, một phòng tắm hay là một phòng ngủ, một phòng tắm vừa đủ cho một người à, nghỉ hưu dưỡng già đó. Thì quý vị, nó vẫn rẻ hơn so với quý vị mua một căn chung cư ở Việt Nam. Đặc biệt là ở những thành phố đô thị quý vị về hưu, quý vị có về miền quê đâu. Quý vị ở tập trung ở Sài Gòn, ở Vũng Tàu, ở Đà Nẵng, ở Huế ở những nơi đô thị không à hay là Cần Thơ chứ quý vị đâu có chui vào những cái hang cùng ngõ hẻm đâu và cuối cùng quý vị tiền mua một căn chung cư ở những nơi này nó đâu có rẻ nó còn mắc hơn cả Texas nữa quý vị đã, đương nhiên quý vị mua một căn nhà 3 phòng ngủ 2 phòng tắm ở Texas thì bây giờ giá tầm khoảng hai trăm mấy ba trăm cho tới bốn năm trăm cho một căn tùy theo khu quý vị ở nhưng nếu quý vị mua một cái condo một cái một cái condo nhỏ hai phòng ngủ một phòng tắm thì giá của nó gần gần khu vực beo la khu vực người Việt đó sáu bảy chục ngàn đó là cái tôi nói là cái ở thôi quý vị còn ăn uống thì quý vị thấy rồi ở bên Mỹ này quý vị đi chợ mà mua đồ về nó còn rẻ hơn quý vị mua ở Việt Nam nữa mà nó an toàn bởi vì nó được kiểm soát chặt chẽ bởi USDA tức là bộ nông nghiệp của Hoa Kỳ bộ nông nghiệp của Hoa Kỳ là họ 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 kiểm soát rất chặt chẽ những cái thực phẩm bán trong siêu thị và những cái thực phẩm được bán ở bên ngoài so với thức ăn trong Việt Nam cục quản lý về thực phẩm nó lỏng lẻo tham nhũng tràn lan ở trong đó thì quý vị những món hàng bán ở trong kể cả những siêu thị chưa chắc đã an toàn cho sức khỏe của quý, quý vị nữa mà giống như tôi nói đồ ăn bên đó tuy rằng là không phải là ăn trúng độc liền đâu nhưng mà cái chất độc đó nó ngấm dần trong cơ thể quý vị một năm hai năm là quý vị mang đầy bệnh tật lâu lâu về chơi ăn thì không sao rồi đi về Mỹ còn bây giờ ở quanh năm suốt tháng bên đó mỗi ngày tổng những cái thức ăn đó vào trong miệng của quý vị và vào cơ thể của quý vị nó tích tụ tích tụ dần dần là nó trở thành cái độc tố trong cơ thể của quý vị và rồi quý vị vài năm sau là bệnh hoạn tùm lum đó là thiếu mà chưa kể là nó mắc nữa quý vị nó không rẻ tôi đã có một số những người bạn ở đây nè họ về việt nam chơi đó quý vị thậm chí là tôi thấy tôi không tưởng tượng được luôn đó họ ra Costco, họ mua thịt bò mua tôm hùm họ đóng trong cái thùng họ để nước đá trong đó tại vì bay qua việt nam có mười mấy tiếng thôi bay qua đài loan xong rồi tới đài, tới tới việt nam hay là bay qua singapore xong tới việt nam các vị họ đóng một cái thùng đó họ trả thêm cái phí cái lệ phí về overload đó về tới việt nam thì cái thùng đó, đó còn chưa tan đá nữa là họ mang hết tất cả thực phẩm đó về ăn bằng thực phẩm mua từ bên mỹ về họ không dám mua thức ăn thức ăn bên Việt Nam nữa đi du lịch mà khổ như vậy đó đi về Việt Nam chơi mà khổ như vậy phải gánh theo đồ ăn từ bên Mỹ về thì bây giờ quý vị nghỉ hưu ở Việt Nam thì cái việc cái chi phí nó khác xa lắm thứ nhất là đồ ăn thiếu an toàn thứ hai nó mắc mỏ không kém gì bên Mỹ và thứ ba quan trọng nhất <laughs> lỡ quý vị bị bệnh quý vị có cái gì đó vào trong bệnh viện ở bên Mỹ quý vị về hưu Quý vị có đầy đủ thẻ y tế à, miễn phí của chính phủ để quý vị khám bệnh, không tốn tiền. Và xung quanh đó có những cái trung tâm y tế giúp cho quý vị. Họ sử dụng cái thẻ y tế Medicare, Medicare gì đó. Quý vị không tốn tiền, quý vị trên 70 mấy tuổi rồi. Quý vị được hưởng tất cả những cái phúc lợi về y tế và bảo hiểm y tế của chính phủ. Nhưng về Việt Nam quý vị không có cái đó. Quý vị móc tiền túi để mà trả. Mà cứ mỗi lần vô bệnh viện vài triệu đồng từ tiền thuốc tới tiền khám vài triệu đồng là mấy trăm đô rồi trong khi đó quý vị bên mỹ quý vị đâu có tốn đồng nào cùng lắm đóng 10 đồng tiền thuốc thôi nó khác xa lắm nếu mà gọi là qua việt nam à, gọi là à, ở và và về hung rồi quý vị lỡ như ở bên đó có chuyện gì thì sao nhất là quý vị có cái mát việt kiều ở bên việt nam nữa thì quý vị cái gì nó cũng cân thành tiền và nó mắc hơn người bản xứ nữa khi nó biết quý vị là Việt Kiều Nó chém quý vị còn đẹp hơn cả người bản xứ nữa Đây là thực tế Quý vị có chối cũng không được Đó là cái xã hội trong Việt Nam nó đã là như vậy Do đó những quý vị nào mà nói rằng nghỉ hưu sẽ về Việt Nam sống Quý vị đang nằm mơ Tại vì chi phí không đủ cho quý vị 1.200 đô la, 1.400 đô la Ở bên đó quý vị ở không đủ Tiền chi phí và bên đó quý vị quý vị đi xe bằng cái gì mua một chiếc xe à, mua một chiếc xe chạy ngoài đường hay là quý vị sẽ mỗi lần đi đâu là phải kêu, uh, grabber, kêu grab hay là kêu xe chở mình đi Rồi chi phí chiếc xe này với tiền xăng tiền cộ nó như thế nào và chưa kể một tình trạng lái xe ở việt nam là nguy hiểm vô cùng nó loạn sằng ầu hết quý vị cái hệ thống giao thông của việt nam quý vị chạy xe quý vị cẩn thận dễ gây tai nạn lắm So với bên Mỹ Bên Mỹ gây tai nạn, có tai nạn, ít chết người Thường thường quý vị thấy tai nạn như ở Mỹ đó, ít chết người lắm Bởi vì xe và tất cả hệ thống nó an toàn Đường xá nó cũng an toàn Còn bên Việt Nam mà gặp tai nạn là tử vong ngay Cái tiềm năng nguy hiểm đó rất là lớn Tiền xe cộ nè Rồi tiền ăn uống nè Rồi tiền ở nè Cộng lại một tháng Tôi nghĩ quý vị Quý vị ở thời ở thời gian ngắn chơi thì không nói gì, quý vị ở thời gian dài đó, quý vị gắn không nổi. Rồi bệnh hoạn thì quý vị ở bên Mỹ mỗi tuần đi khám bệnh miễn phí. Tại vì tiền bảo hiểm do chính phủ trả mà. Còn ở Việt Nam quý vị có đi khám được như vậy không? Câu trả lời không, nhất là những quý vị trên 70 tuổi thì không bệnh này cũng bệnh kia. Điều đó không tránh khỏi sinh lão bệnh tử mà. Ở cái tuổi bảy mấy 80 trở lên, trong người lúc nào không có những cái bệnh lớn bệnh nhỏ rồi quý vị ở bên mỹ thì quý vị còn được check up mỗi tuần của bác sĩ để còn theo dõi được còn bên việt nam có chuyện thì mới vô bệnh viện mà vô tới bệnh viện thì chi phí nhiều còn không đi bệnh viện đâu có biết sức khỏe mình ra sao nhất là thực phẩm bên đó nữa thì quý vị rất rõ ràng một cái bài phân tích của tôi cho quý vị thấy rõ ràng là về hưu quý vị có thể chọn những tiểu bang khác của hoa kỳ chi phí nhẹ hơn đừng ở california california khí hậu đẹp thiệt nhưng mà mọi thứ mắc mỏ quý vị sống sống không nổi nhưng mà bỏ qua texas bỏ qua bên uh, oklahoma louisiana miền biển hay là mississippi thì quý vị đời sống nó nhẹ nhàng những nơi này đời sống nó không cao nhưng nó đầy đủ và nó nhẹ nhàng và quý vị có đầy đủ những phúc lợi ở cái tuổi mà chính phủ giúp cho quý vị bởi vì trên bảy mươi mấy tuổi là về hưu rồi về hưu thì quý vị được thừa hưởng tất cả những cái cần thiết mà chính phủ cấp, chưa kể là nhiều khi quý bị khó khăn chút xíu, chính phủ còn tài trợ food stamp rồi còn tài trợ cho quý vị nhà cửa nữa. Tức là housing nữa. Chưa chắc quý vị đã phải tốn tiền nữa. Và một ngàn mấy đó quý vị có thể xài thoải mái. So với quý vị về Việt Nam tất cả đều tính bằng tiền. Ok, cùng lắm về bển gặp được bạn bè thấy vui lắm đi du lịch về thì thấy vui lắm nhưng mà quý vị hai không khí khác nhau khi quý vị đi du lịch về bạn bè lâu lâu gặp nhau thì rất là vui nhưng mà ở dài hạn bên đó nhất là bạn bè trong việt nam nó rất là thực tế nó biết quý vị không có bao nhiêu tiền hết á từ từ nó lánh hết nó sẽ nó tránh xa hết mặc dù á là quý vị là việt kiều đó nhưng mà quý vị không mang tiền về về nhiều chỉ bằng cái tiền hưu trí của mình thôi đó nó quý vị quý vị đâu có đủ tiền để mà đãi bạn bè hoài uống cà phê mỗi sáng từ từ nó cũng né quý vị hết tại vì thực tế cuộc sống ở việt nam là như vậy quý vị không mang được nhiều tiền về thì quý vị sẽ nhận được sự lạnh lùng đó là cái thực tế ở việt nam từ trước tới bây giờ do đó những người nào mà nghĩ rằng là về hưu ở việt nam đó thì tôi chúc cho họ may mắn bởi vì tôi biết chi phí đó họ gánh không nổi và ở được chừng nửa năm một năm là ôm đầu máu chạy về mỹ nhất là lúc bệnh hoạn đó quý vị thấy có nhiều nghệ sĩ lớn tuổi về bên việt nam đi hát tưởng kiếm tiền được nhiều cuối cùng một bệnh một phát một là phải lật đật đưa về mỹ tại vì ở việt nam quý vị không có đủ khả năng tài chánh để trả tiền viện phí thì phải đưa đưa về Mỹ, đưa về Mỹ còn có thẻ Medicare, Medicare, cái bảo hiểm của chính phủ. Nó cover, nó giúp cho quý vị, bởi vì không tốn tiền. Còn ở Việt Nam là quý vị chết đứng. Đó là thực tế và không ai tránh khỏi cả, nhất là quý vị là những kẻ từ bên ngoài về. Thì quý vị, các bệnh viện nó thấy quý vị là Việt Kiều nữa, nó càng làm tiền nhiều hơn nếu quý vị mang cái mạc Việt Kiều. Đó. Tại vì đưa vô trong đó, khi mà đưa cái thẻ căn cước vô, quý vị đâu có căn cước đâu. Quý vị phải đưa cái passport vô. Thì khi passport nó nhìn thấy passport nó biết quý vị là dân ở nước nào về rồi. Thực tế nó là như vậy. Do đó quý vị những quý vị nào mà nói rằng là về hưu ở Việt Nam sống thoải mái, quý vị đang nằm mơ. Cứ nghĩ đi du lịch đôi một hai tháng, 3 tháng, thấy vui quá ở Việt Nam vui quá, nghĩ rằng ở đây vui hơn, à, thoải mái hơn ở bên Mỹ, quý vị làm chết. Tất cả mọi thứ đều mắc hơn bên Mỹ Và nó còn lo lắng nhiều hơn bên Mỹ Khi gặp trở ngại về sức khỏe Quý vị gặp nhiều khó khăn hơn bên Mỹ Nếu quý vị đang ở bên Mỹ Ok quý vị Đó là cái phần mà thứ hai là quý vị về hưu ở Việt Nam nghĩ rằng ở Việt Nam tốt hơn. Thì quý vị, đây là bài toán thực tế cho quý vị. Và thứ ba, những người làm ăn ở Việt Nam trong giai đoạn này. Giai đoạn trước khi cộng sản Việt Nam mở cửa thì quý vị, nhiều việc nhiều thành phần đi định cư ở bên nước ngoài và kể cả thành phần tị nạn cộng sản nữa. Bắt đầu là qua khỏi cái thời gian khó khăn có chút đỉnh tiền tràn về Việt Nam làm ăn thời kỳ đầu thì luật lệ nó còn lỏng lẻo tham nhũng ít hơn thì còn kiếm ăn được còn kiếm ăn được chút đỉnh nhưng có nhiều hình như 10 tay hết chín tay á là làm ăn sâu quá bây giờ bị lột lột sạch sẽ hết rồi còn những thằng, người nào khôn lắm á là làm được vài năm kiếm được tiền rồi tuồn về mỹ là kiếm cách chạy về mỹ còn giữ được tài sản còn những người mà làm ăn sâu đậm á từ năm này qua tháng nọ và tới bây giờ đó quý vị là gần như mất trắng tài sản nợ ở bên đó ngập đầu nợ ngân hàng đó ok và quý vị thời gian này là thời gian mà giống như tôi nói với quý vị là thách thức thách thức là bởi vì kinh tế của việt nam đã chính thức bước vào suy thoái đang nằm trong cơn khủng hoảng tức là quý vị đi vay nợ ngân hàng khó hơn quý vị à, mở cửa làm ăn không có khách nếu là ngành bán lẻ còn nếu quý vị mà xuất cảng ra bên ngoài tức là sản xuất đó thì bị giám sát chặt chẽ bởi Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ. Hàng quý bị không sản xuất được. Cuối cùng quý vị là mang tiền về bển một thời gian. Bây giờ là quay đi qua lại mất tiêu. Tiền vô tay trái ra tay phải hết. Tại vì làm ăn ở Việt Nam nó không giống bên Mỹ. Bên Mỹ rất là dễ hay là ở những quốc gia tự do dân chủ. Còn bên Việt Nam quý vị là những kẻ mang passport nước ngoài. Đầu tiên hết quý vị phải có giấy xác nhận thân nhân, nhân thân của Bộ Ngoại giao rồi từ cái giấy xác nhận nhân thân xin cái chiếu kháng vô việt nam là chiếu kháng không thể du lịch được phải xin chiếu kháng làm ăn đi công việc rồi quý vị vô trong đó xin giấy phép của cái gọi là cục đầu tư đó kế hoạch bộ kế hoạch và đầu tư đó quý vị phải ra sự thẩm định của công an rồi của một số ban ngành khác để xác định rằng quý vị không có chống phá công, uh, chế độ cộng sản thì quý vị mới được cấp giấy phép và khi vào vô tới cái gọi là gì à, bộ kế hoạch và đầu tư rồi đó, quý vị để có được cái giấy phép quý vị mất gần 2 năm nhiều khi đó, có khi sớm hơn tùy theo cái mức độ quý vị chung chi cỡ nào chung chi ngọt đó, thì nó đi ra nhanh lắm năm là có giấy phép rồi nhưng mà không có chung chi đó thì quý vị đợi cái giấy phép dài cổ mà cứ mỗi một cái con mọc mỗi một cái cái, cái ban ngành như vậy nó gõ xuống một cái làm đóng được cái mọc trong tờ giấy đó là cái vị hệ chung chi từng ban ngành một. Đây là cái hệ thống công kênh cộng sản tạo ra, dành cho tất cả những kẻ không phải là cầm passport của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì quý vị phải qua hết tất cả những ban ngành này, từ bộ ngoại giao cho tới bộ công an, sở thông tin văn hóa, bộ công thương, con khỉ gì đó, quý vị, tùy theo cái, cái mối làm ăn của quý vị, là quý vị thì phải đi qua hết tất cả những cái ban ngành này, mà để có được cái giấy phép của những ban ngành này đó, quý vị, sự chung chi là quý vị chưa làm ăn thì đã tốn rồi rồi khi bắt đầu nhúng vào làm ăn từ cái việc mà thuê chỗ tức là quý vị bên việt nam gọi là thuê mặt bằng đó rồi xin giấy phép ở địa phương đó nó quất thêm một chập nữa rồi sửa sang đó nó quất thêm một chập nữa rồi khi mà sửa sang xong nó xuống nó thanh sát nó nói chỗ này bị hư chỗ kia không đúng nó làm khó làm dễ lại tốn thêm một chập nữa rồi đúng lúc mở cửa ra là công an với lại chủ tịch phường, chủ tịch xã gì á Nó tới nó nói, ồ, cho em Hùng với Anh làm ăn khá quá cho em Hùng mà nó có bỏ tiền đâu Nó nói cho Hùng có nghĩa là mỗi tháng phải chia cho nó 3%, 5%, 10% gì đó Tiền từ cái tiền lợi của mình Mà nó có bỏ tiền ra đâu Còn nếu mà không cho nó Hùng đó Thì đó, nó cho du đảng tới Phá phách được cái làm bộ nó tới Nó đóng vai là anh Hùng cứu mỹ nhân Ồ, cái đám du đảng này để em lo cho này nọ tùm lum hết. Rồi cuối cùng quý vị phải trúng tiền. Mà nếu mà không á thì quý vị nó tìm cách đi, nó rỉ tay với thằng đó bên ở bên Mỹ hình như phản động á. Đừng có làm ăn với nó. Rồi cuối cùng quý vị mất khách hàng. Nhiều cách để nó làm tiền quý vị đó. Gần như là những người mà từ ở bên Mỹ về Việt Nam làm ăn á đều vướng vào những chuyện này. Trong giai đoạn này. Mà giai đoạn này thì giống như tôi nói cái vị nhúng vòng buôn bán thì cũng không, không xong mà nếu mà làm công xưởng xuất cảng thì cũng không xong tại vì sao quý vị bây giờ đó, làm cái gì quý vị cũng phải qua cái bộ lao động mướn người đó, đều phải qua bộ lao động mà qua bộ lao động đó quý vị nó hạch hòe quý vị không đó là quý vị học máu rồi nó bắt quý vị phải đóng những cái tiền bảo hiểm về lao động cho nhân công tất cả mọi thứ nó làm y trang giống như vậy đó. thì quý vị cuối cùng quý vị mỗi làm ăn quý vị còn có lợi hay không còn những kẻ mà có cái nền móng lâu đời làm ăn kín đáo đó thì có thể giờ này kiếm được chút đỉnh tiền nhưng mà quý vị sống trong phập phòng lo sợ và tìm đủ mọi cách chuyển tài sản của họ qua bên Mỹ bởi vì họ không biết ngày nào tài sản của họ sẽ bị tịch thu họ bị chụp cho cái tội là trốn thuế họ bị tịch uh, chụp cho cái tội là bán những cái đồ mà không có giấy phép hay là quảng bá không đúng mặt hàng vân vân và vân vân đủ loại tội danh nó chụp cho quý vị nếu mà nó biết quý vị làm ăn có tiền rồi nuôi mập rồi là lúc đó nó làm thịt quý vị trong khi quý vị làm ăn ở Mỹ thì nó không phải dễ như vậy Làm ăn ở Mỹ thì quý vị cạnh tranh rất là nhiều Cái thị trường nó cạnh tranh rất là nhiều Nhưng luật lệ người ta rõ ràng Không có cái tình trạng tham nhũng bậy bạ Không có cái tình trạng làm khó làm, làm khó làm dễ Và cũng không có cái tình trạng gọi là chung chi mỗi tháng Giống như ở trong Việt Nam Nửa đêm thằng chủ tịch xã Nó đang ăn nhậu say sưa xong nó gọi mình ra trả tiền cho nó không ra thì là có vấn đề mà ra một cái ói một bữa nhậu tụi nó đâu có ít đâu quý vị một bữa nhậu tụi nó nào là rượu nè đặc sản nè rồi buộc bo cho gái nè gái hát karaoke hay hát hò đó nội cái tiền đó không là quý vị muốn học máu đâu. quý vị làm ăn ở việt nam trong giai đoạn này suy nghĩ cho kỹ mang vài trăm ngàn về một vài năm sau là trắng tay ôm đầu máu chạy về mỹ ôm đầu máu chạy về mỹ trong khi đó vài trăm ngàn đó ở Mỹ Quý vị chọn một cái cơ sở thương mại nhỏ Một cái tiểu thương, một cái nhà hàng, một cái tiệm nail, một cái tiệm salon Quý vị vẫn sống được qua ngày Mặc dù không kiếm tiền nhanh Nhưng mà nó an toàn và nó chắc chắn Và còn được cái tiền về hưu nữa Còn mang tiền về Việt Nam Vài năm sau người ta nói Ủa quý vị đi làm ăn ở nước ngoài Quý vị kiếm được tiền quý vị có khai lợi tức ở Mỹ chưa Lúc đó sợ thuế bên Mỹ nó rượt quý vị đó là còn chết nữa, hồ sơ thuế không khai mấy năm là nó dí tới liền. Một đống vấn đề xảy ra nhất là những người mà qua Việt Nam làm ăn mà không khai thuế với bên Mỹ á, là kiếm tiền ở bên bên ngoài bao nhiêu để đóng thuế đó, thì còn chết nữa. Suy nghĩ cho kỹ, đây là một trong những cái bài nói chuyện của tôi phân tích cho quý vị thấy, nếu làm ăn ở Việt Nam, quý vị sẽ phải đối diện với những thách thức gì, kể cả Việt Nam, kể cả chính quyền Mỹ. Thì quý vị, ba phần du lịch nghỉ hưu hay làm ăn ở Việt Nam trong giai đoạn này, quý vị tự quyết định Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye